gặp em từ buổi duyên nhạc, giọng ca ngọt em xiết bao, lời ca bóng như lao sao mà lòng anh thấy sao nào nao, tựa như giấc mơ hồ. Từ khi gặp em anh buồn, lòng anh thầm nghe vẫn vương. Từ dạo ấy đến hôm nay mà sao em vẫn như không hay, để anh nhớ thương này đi. Anh luôn mong gặp em hoài cho lòng vơi bớt đắng cay. Xin em chớ vội lấy chồng như người ta hát diêu bông, như người ta trách lá diêu bông. Chờ em chờ đến bao giờ để anh về thêm giấc mơ? Đành ngắm mối tương tư đâu thì thôi. Quý vị và các bạn đang được thưởng thức chất âm rất là ngọt ngào kèm theo uy lực mạnh mẽ của gã thần sấm đến từ Mỹ với cặp loa CBN 2509A và 4638, được thiết kế hai bát siêu trầm 40 và một quả kèn nặng một người vác cực khủng trên cặp loa 2509A với công suất mạnh mẽ ở ngưỡng 1600/3200W và độ nhạy cao tới 131 decibel, trên trọng lượng nặng tới 1 tạ 6 cho cặp loa chúng ta đang được ngắm nhìn và thưởng thức trước máy quay. Mới và đẹp số 1 tại Việt Nam. Đây là tôi lưu ý rằng một cặp loa đồng bộ được hãng thiết kế và setup nguyên cho quả thùng siêu khủng và quả kèn nặng một người vác kết hợp với hai bảng phân tần riêng biệt cho giải súp cũng như quả kèn khủng nòng phía bên trên. Ngoài ra chúng ta có thể thấy được rằng còn rất là nhiều những thiết bị audio cao cấp, ví dụ như là bên phải chúng ta đang được chiêm ngưỡng một siêu phẩm loa nằm trong top 1 trên 10 cặp loa có sự ảnh hưởng lớn nhất trên toàn cầu với cặp loa Ampere 9000 đến từ Mỹ. Đó, nguyên hai tấm đá cẩm thạch cũng như phần khung bách mới và đẹp số 1 tại Việt Nam, hoàn toàn không có đối thủ để so đo. Mời anh em cùng thưởng thức một vài giai điệu nhạc quen thuộc nữa mà tôi hay thường test trên kênh với uy lực mạnh mẽ của giải trầm được mệnh danh là mạnh như sấm trên cặp loa JBN 2509A và 4638. Chúng ta sẽ thấy được giá trị đích thực trên từng cm cũng như chất âm của giới sành chơi và sành nghe. No.
ta có thể thấy được uy lực mạnh như một cái vũ trường đích thực chiếc máy quay cho cặp JBL2509A và 4638 mà anh em cùng ngắm nhìn lại chi tiết chiếc máy quay. Sở hữu trọng lượng nặng tới một tạ 6 với cấu hình khủng gấp 2 cặp loa JBL725, trong khi giá tiền thì tôi lưu ý với quý vị rằng chỉ chưa bằng cặp loa JBL725. Quý vị thấy rõ không ạ? JBL2509A và 4638 có xuất xứ đến từ California, Mỹ. Hai bát siêu trầm, đường kính 40, màng sóng gân, sở hữu gân lụa tẩm dầu xương đúc, nam châm từ cực khủng. Hai ống hơi đường kính phi 100 thả về phía mặt trước. Một quả kèn với đường kính họng của nó lên tới 50 năm nhân 3 năm, củ lớn tới tổng thể đường kính phía sau của nó tới 25 cm, nặng một người vác cho quả kèn. Thiết kế điều chỉnh ngỏng lên ngỏng xuống, quay đi quay lại đa hướng. Phần chân chốc của 2509A đẳng cấp đó là dư thừa, với công suất trung bình 1600 và tối đa 3200W trên trở kháng 8 ohm, và độ nhạy cao tới 131 dB. Đó, hai bên hông trái cũng như hông phải là logo của JBL tuyệt đẹp, cũng như logo phía mặt trước trên cặp loa khủng long bạo chúa. Chúng ta thấy được rằng để so đọ thì ví dụ anh em chơi cặp 725 hay là vân vân, thập cẩm rất là nhiều những cặp loa khác của JBL cùng đến từ Mỹ, nhưng với cấu hình của 2509, quý vị thấy rằng cấu hình của nó trọng lượng nặng tới 1 tạ 6. Đó, tổng chiều cao nó tới 1,5 m luôn ạ. Cao to lớn khủng long, đánh như một cái vũ trường, nghe nó phê tới từng nốt nhạc. Và tầm tiền thì so với 725 thì anh em thấy rằng còn đang tốt hơn. Quý vị sẽ chọn gì? Nếu như sự lựa chọn thì ở đây chúng ta cùng ngắm nhìn và tôi sẽ phân tích lại. Đây là quả kèn được làm bằng sừng, họng của nó bằng sừng, không đanh chói. Đó, quý vị thấy rằng hoàn toàn không bị đanh chói, mang lại cho tiếng chép cũng như trung âm cực kỳ là tuyệt vời, trong khi hoàn toàn những dòng loa đắt đỏ thì mới được trang bị kèn này. Quý vị đừng nhầm lẫn với các họng kèn nhựa rẻ tiền hay các họng kèn kể cả thậm chí là họng gang tuỗng thì nó rất là đanh và chói. Tại sao người ta lại phải làm bằng sừng? Rất là khó thi công và sản xuất cấu hình của những cái họng kèn này. Hai bát 40. Tôi lưu ý rằng nguyên cặp loa đồng bộ của hãng thì nó chơi tới hai bảng phân tần to như hai quyển vở học sinh. Một bảng cho hai quả bát súp và một bảng nguyên cho quả kèn phía bên trên. Đó, chúng ta cùng ngắm nhìn này, chiều ngang này, nguyên tem cờ trên nóc luôn này. Đó, tem cờ này, cái kèn của nó đang đặt lên chốc cái tem này. Đó, hai cái ốc này, chúng ta lấy ốc chúng ta có thể quay trái quay phải này. Đó, họng của nó này, họng của nó làm bằng sừng luôn, chúng ta nhìn nó giống như kiểu là các sợi lông này, làm rất là cầu kỳ, kinh điển của quả kèn. Đó, cái đường kính ngang này nó vào khoảng 25 phân, kinh không ạ? Một người vác cái bộ kèn này nặng nề nữa luôn. Đó, đây là các cái bi này, quý vị quan sát các cái bi trượt này, chỉnh ngóng lên ngóng xuống này, cũng như là quay đi quay lại này, phía dưới chân này, trong đầu dây phía bên dưới này, chơi hai bảng phân tần luôn. Anh em đừng lầm tưởng là với những cái cặp loa độ chế, độ chế thì anh em người ta mua đôi thùng này có thể làm đôi súp, đó người ta gắn cái họng kèn vào và không có phân tần đâu ạ. Đồng bộ có phân tần thì có lẽ rằng Việt Nam thì mới đếm trên đầu người ta 1-2 cặp thôi ạ, không có nhiều đâu ạ. Nên là nhiều ông đừng lầm tưởng, đó, ham ngon bổ rẻ thì hoàn toàn không bao giờ có chuyện là chơi được đồng bộ như thế này. Tôi phân tích rất là kỹ ạ, để cho anh em cùng thấy. Nhiều anh em thì cứ nơ mơ vào ngủ dậy cứ nhìn thấy nó nhác nhác giống nhau thì nghĩ là giống nhau. Nó cứ thấy cái thùng xốp bên dưới và cái kèn đặt bên trên thì nó giống nhau. Không giống nhau đâu ạ, kể cả từ họng kèn. Đường kính của họng này của nó là 50 năm nhá. Cao 30 năm luôn. Đó. Nguyên cặp loa đồng bộ, đẹp miễn bàn. Tôi có thể nói với quý vị một câu rằng đẹp miễn bàn luôn. Nặng 1 tạ 6. Chơi đa thể loại nhạc cũng như karaoke chuyên nghiệp. Và phía bên check phía bên phải thì quý vị sẽ thấy được rằng tôi chuẩn bị lên sóng cho quý vị cặp siêu phẩm loa Empire 9000. Một cặp loa được khi sau khi được phát hành thì nó đã làm nên tên tuổi cho hãng và nằm trong top 1 trên 10 cặp loa có sự ảnh hưởng lớn nhất trên toàn cầu, trong đó có các thương hiệu như Empire 9000, Ivanstein hay BW Dub hay AR. Đó. Rất là nhiều những cái dòng loa đắt tiền nằm trong top 1 trên 10 cặp loa. Cặp loa trang bị bát 40 từ nó lớn tới 22, siêu khủng. Tất cả đều được bọc đồng, bên trên là 2 tấm đá phong thủy, còn mới và đẹp long lanh, số 1 tại Việt Nam. Anh em sẽ không thể tìm thấy cặp loa nào đẹp được như cặp loa trước máy quay. Điều này thì tôi dám cam kết và chúng ta có thể nhìn trực diện. Đó, đừng nghe ông nào nói rằng đẹp, cứ nhìn thực tế. Giá trị muôn thuở với những cặp loa được cho dòng, được xếp hạng và phân tích, nó là những dòng loa quý trên thị trường audio. Quay trở lại với cặp loa JBL, tôi đang phối ghép cùng với cấu hình đẩy vang mic xịn sò cho vừa nghe nhạc lẫn vừa karaoke với cặp loa JBL 2509A và 4638.
trên kênh của Toàn Audio Nam Định luôn dành cho anh em có phong cách màu nẹ nhất với những ưu đãi tốt nhất trên kênh của mình. Đó, anh em quan tâm tới bất kỳ sản phẩm nào có thể để lại tin nhắn dưới phần bình luận hoặc can ra số điện thoại trên kênh để được hưởng ưu đãi màu nẹ. Xin chân thành cảm ơn. Bye nhé.